bản 5 cách tổ chức tại nghiêm với S7S2 chi tiết như thế nào, hãy cùng Song Báo khám phá nhé. Thiết kế của chiếc tai nghe Beats Bass IE Powers and Cookies thì thật sự mình không thể không khen được. Một thiết kế tinh xảo và sang trọng luôn làm thỏa mãn người dùng một cách khéo léo. Ngoại hình của Beats Bass IE là một thiết kế ông phụ đi được ba phòng và lớp vải đen của con xen kẽ nhau để dễ dàng vệ sinh hơn. Tai nghe không có dính bụi bẩn và bảo vệ tai nghe tránh bị giày cước. Chi tiết kim loại sang phóng trên từng tay tăng lên điểm nhấn nổi bật cũng như là tăng độ bền và chắc chắn cho tai nghe. E-Pad Beats Bass IE được sử dụng quốc memory foam và lớp da cao cấp cực kỳ êm ái và mềm mại, bao bọc phòng hết bên và một chiếc thấp tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, thoáng khí khi sử dụng lâu. Điểm khác biệt so với Beats 8 là Beats Bass IE còn yếu tố bên ngoài được là bằng vải trông cũng rất đẹp và thời gian. Tai nghe Beats Bass IE có độ ôm tai vừa vặn, thoải mái. Khi sử dụng chiếc tai nghe Beats Bass IE cả một ngày dài trên máy bay sẽ không có cảm giác bị đau ở đỉnh đầu hay ngực đau ở bên tai trong suốt hành trình bay. Phía trên phòng driver được sử dụng bằng nhựa cao cấp, được mài bóng và tính toán kỹ lưỡng, giúp việc thay đổi kích cỡ khung tai nghe được nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Beats Bass IE sử dụng điều khiển vật lý và cao sát xuất khi điều khiển hơn với 4 nút nằm bên tay phải và 1 nút push up trên tay trái. Beats Bass IE sẽ có đầy đủ các chức năng như là nghe gọi, bật tắt chống ồn, trợ lý ảo, vân vân, không tiện sử dụng theo từng yêu cầu của mọi người. Nguồn xử lý âm thanh của Beats Bass IE được nâng cấp hơn so với dòng cũ là Beats Bass 2. Powers and Cookies dùng chip âm thanh 24bit DBS được kế thừa từ chiếc tai nghe Beats 8. Với chip này dễ dàng xử lý như âm thanh tầm vô cao một cách chính xác, nâng cao trải nghiệm âm thanh. Từ đó các bạn có thể dễ dàng nghe được tiếng trống, tiếng đàn, tiếng phiêu lông và những dãy âm có âm sắc phức tạp một cách rõ ràng, không bị nhéo tiếng hay là hiểu âm. Beats Bass 2 sử dụng củ roi lên đến 40mm biến lại một âm thanh mạnh mẽ, tinh tiết, đặc biệt thiết kế nghiêng một góc 30 độ cho bên trong của một củ roi tạo ra âm thanh 3D sống động trong nhịp nhất. Beats Bass 2E Powers and Cookies sử dụng Quantum IPX Adaptive hiện đang là chuẩn mới và tiên tiến nhất cùng với bộ Bluetooth 5.2 biến lại sự đồng bộ khi truyền phát âm thanh dễ tự chế trong quá trình xem phim, chơi game hay là nghe nhạc. Tai nghe được trang bị tính năng chống ồn ANC Hybrid bao gồm 6 mic với những chức năng khác nhau. Hai mic có nhiệm vụ đo đạc âm thanh môi trường xung quanh, hai mic để đạt mức âm thanh môi trường bên ngoài và hai mic còn lại để thu âm giọng nói giúp âm thanh khi nói chuyện được rõ ràng hơn. Chống ồn tự động ANC Hybrid giúp bạn tránh được những âm thanh môi trường ồn ào như là tiếng xe cổ, tiếng nói chuyện xung quanh. Các bạn có thể dễ dàng vừa nghe nhạc vừa nghe tiếng bạn bè nói chuyện xung quanh bằng cách bật tính năng Bass, còn có tên gọi khác là tính năng Speak Up để hai mic hoạt động và thu âm được nói bên ngoài rõ ràng hơn. Hiện tại mình đang có mặt tại công viên và mình sẽ test tính năng chống ồn trên Beats Bass 2E là một phiên bản nâng cấp hơn phiên bản Beats Bass 2 của Powers and Cookies. Và hiện tại đây là mình đang tắt tính năng chống ồn. Các bạn có thể nghe thấy rõ môi trường xung quanh của chúng ta. Ok, và bây giờ mình sẽ bật tính năng xuyên âm. Ok, ở tính năng này thì cái giọng nói của ta và giọng nói của đồng nghiệp hoặc là bạn bè xung quanh của chúng ta thì nó sẽ rõ ràng hơn để dễ dàng giao tiếp. Ok, và cuối cùng mình sẽ bật tính năng chống ồn. Với tính năng này, âm thanh ở bên ngoài môi trường chúng ta sẽ không nghe. Và với tính năng chống ồn của Beats 7 này, các bạn có đánh giá gì? Hãy để lại phần bình luận trong video này nhé. Vẫn phải tương xứng với ngoại hình của nó với những công nghệ tiên tiến như là chip xử lý âm thanh DBS
cao cấp driver của UniBest và công nghệ hàng CX Adaptive đã tạo nên một kết hợp hoàn hảo cho một chất năng trong sáng, mạnh mẽ, chi tiết, sống động nhất. Ở trước chúng ta có thể gần hơn với những âm thanh nhạc cụ phù hợp với những bản nhạc acoustic, pop, bolero, thể loại nhạc mạnh hơn cũng phù hợp với vô cùng thích hợp. Với những gì chúng ta nghe Bass 7 SIM mang lại như là bộ xử lý âm thanh 24x, công nghệ IBCX Adaptive, khả năng chống ồn hybrid vượt trội với 6 micro được trang bị xung quanh tai nghe, cùng với một thiết kế vô cùng sang trọng, đẳng cấp, tinh tế, thì đây được xứng đáng có trong bộ sưu tập tai nghe của mình. Và đó là những gì chúng ta nghe Bass 7 SIM đã làm được. Hiện tại thương hiệu Bumbers & Dukin được phỏng vấn phục vụ chính thức tại Việt Nam. Các bạn có thể đến và trải nghiệm tại các đại lý của sản phẩm. Và link mua hàng mình sẽ để dưới phần miêu tả của video này nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.